Anh chính là như vậy, cuộc sống chính là như vậy đúng không quý vị? Đôi khi chúng ta sẽ phải đối diện với một số những sự cố bất ngờ đúng không ạ? Và vừa rồi đấy chính là một sự chủ đích của ban tổ chức đấy, một chủ đích của chương trình để nói với quý vị rằng là lý do vì sao chúng ta lại ngồi ở đây với nhau ngày hôm nay đúng không nào? Vâng, một lần nữa hân hoan chào đón tất cả hơn 140 vị khách quý, những người bạn trên khắp cả nước chúng ta đang có mặt trong phòng Zoom này vào buổi tối chủ nhật như thế này. Và từ đầu giờ tối thì Hà rất là bất ngờ vì một buổi tối chủ nhật đúng không quý vị? Lẽ ra ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều lựa chọn và dự định để có thể làm ở ngoài kia đúng không nào? Sau một tuần làm việc vất vả và nỗ lực, tuy nhiên chúng ta lại ngồi ở đây. Và có một câu nói là gì? Cuộc sống đúng không ạ? Cuộc sống giống như sóng Trường Giang vậy đúng không nào? Hồng trần quần quận đúng không ạ? Trôi đi rất là nhanh và nhịp sống hiện đại càng ngày càng nhanh như vậy, rất khó để cho một ai đó có thể có thời gian, có thể ngồi lại, có thể tĩnh tâm lại để sống chậm một chút, để nhìn sâu vào cuộc sống một chút và để nhìn vào tương lai của chúng ta. Nhưng ngày hôm nay quý vị đã dành thời gian cho chính mình. Hà hy vọng rằng mới chỉ thông qua hai phần chia sẻ tuyệt vời vừa rồi thôi thì quý vị cũng đã cảm nhận thấy rằng là thời gian của mình bỏ ra xứng đáng như nào. Đúng quý vị. Và phần chia sẻ tiếp theo đây, Hà cũng vô cùng vinh dự có cơ hội được giao lưu cùng với quý vị. Đây là phần chia sẻ mà Hà đã chuẩn bị từ 10 năm về trước rồi quý vị ạ. Cho nên là ngày hôm nay hy vọng là chúng ta có một cái nhân duyên rất là tuyệt vời. Và Hà rất mong muốn là buổi tối ngày hôm nay giống như là một cái điểm dừng trên cái chặng xăng cuộc đời của chúng ta đúng không ạ? Trên con đường đời của chúng ta, một cái trạm tiếp nhiên liệu và đồng thời cũng chính là một cái ngã rẽ nào đó mà quý vị có thể dừng lại nhìn ngắm thật tốt để từ đó đưa ra cho mình những lựa chọn tốt hơn. Và mục đích cuối cùng ở đây đó là gì? Bất luận ngày hôm nay chúng ta đang làm công việc gì, ngồi ở vị trí nào, hiện tại đang có mặc đầy đủ bộ đồ hay không để cùng vào Zoom giao lưu thì điều đó không quan trọng, mà quan trọng là tương lai của chúng ta có tốt đẹp hơn hay không. Và em quên có một câu nói, đó là nơi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay chính là một con đường thành công, một chương trình con đường thành công của hệ thống Cradonama. Và mong muốn cùng với các vị lãnh đạo Nghĩa, lãnh đạo Thúy Kiều đúng không ạ, cùng với ban tổ chức rất mong muốn truyền đạt một cái thông điệp, đó là gì ạ? Ngày hôm nay quý vị có một cơ hội để lựa chọn, ngày hôm nay quý vị chính là người đưa ra lựa chọn cho chính mình, và lựa chọn luôn luôn quan trọng hơn rất nhiều so với sự nỗ lực. Và để nói đến điều này á thì Hà muốn mượn một tràng pháo tay của quý vị để gửi lời cảm ơn tới người bạn, người anh đồng nghiệp cũ của Hà đã dẫn Hà tới môi trường này cách đây 10 năm, đó chính là anh Võ Phi Vũ tuyến trên của Hà đúng không ạ? Bởi vì có một câu nói là cuộc đời muốn thành công nhất định cần phải có quý nhân giúp đỡ đúng không quý vị? Nhưng mà điều quan trọng hơn là gì? Ngày hôm nay để có Hà trưởng thành, tự tin và rất là cởi mở có thể giao lưu cùng với quý vị với tất cả những trải nghiệm của mình thông qua Amway và thông qua cuộc sống này thì Hà muốn chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cảm ơn và gửi lời cảm ơn tới người thầy kính yêu của hệ thống chúng ta, đó chính là thầy Trần Hiểu Bân, người đã sáng lập ra hệ thống Cradonama. Và thông qua đoạn video clip vừa rồi, quý vị có thể một phần nào cảm nhận thấy con người này. Đó chính là người đã khai phá ước mơ, xây đắp niềm tin và huấn luyện nhân cách cho Hà cũng như là rất nhiều những anh chị em trong đội nhóm của Hà cùng với các vị lãnh đạo trong suốt thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay thì thời gian của chúng ta đương nhiên rất là quý, cho nên Hà sẽ đi vào câu chuyện của mình như sau. Đầu tiên là xin giao lưu với tất cả quý vị, những người lần đầu tiên mà Hà có cơ hội được gặp mặt trong phòng Zoom này. Hà tên đầy đủ là Phạm Ngọc Hà, sinh ra và lớn lên tại Thái Bình. Năm nay đã 36 tuổi, tức là sinh năm 1986 và năm nay cũng là năm Dần, năm của mình đây. Đúng không ạ? Và trên thực tế mà nói, trước khi Hà bắt đầu làm Amway thì con đường của Hà cũng giống như rất nhiều người bạn trẻ khác. Vì sinh ra trong một gia đình bối cảnh không lấy gì làm thuận lợi, ba mẹ đều làm nông, có nhà có hai anh em. Tuy nhiên thì cuộc sống của bố mẹ mình thực sự vì điều kiện, vì rất nhiều lý do, vì sự lựa chọn của họ nữa và đã trải qua rất nhiều những cái ngày tháng, những năm tháng có thể nói là nhùng nhằng, giật gấu vá vai, cơm ăn không đủ và khi còn nhỏ chỉ mong muốn làm sao có thể học hết được cái bậc phổ thông để coi như là không bị mù chữ, đúng quý vị. Và thực sự thì lúc đó cũng không có mức ước mơ gì cao sang, cho nên là khi mà Hà thi vào cấp 3 và càng ngày càng nỗ lực nhiều hơn vì cái sự nỗ lực của mình, cho nên cũng may mắn có sự tiến bộ một chút ít về 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 mặt thành tích. Và chính như vậy thì bắt đầu ngày càng được nhìn nhận nhiều hơn và mình có ước mơ nhiều hơn thì Hà thi vào Học viện An ninh Nhân dân.
Thật sự quý vị ạ, bởi vì thời gian Hà cũng chỉ nói một cách ngắn gọn như thế này. Vào những năm 2004 á, thì khi đó Hà phải đưa ra một cái quyết định là có nên thi đại học hay không. Bởi vì thực sự là nếu thi đại học á, thì với điều kiện gia đình của Hà thì chắc chắn là không thể nào có khả năng chu cấp học phí ngay trong năm đầu tiên. Và bản thân mình cũng không có khả năng, lúc đấy cũng không biết làm thế nào để có thể là học đại học được. Chính như vậy là nếu muốn học đại học mà thì bắt buộc cần phải thi vào những cái ngành như là sư phạm, như là quân đội hay là công an. Và lúc đó Hà không có bất kỳ một lựa chọn nào khác nữa, trừ khi đó là không thi và đi làm công nhân. Nhưng mà con người khi được tiếp cận với nền tri thức, bắt đầu được thắp lên những ước mơ từ trên ghế nhà trường ấy, thì Hà tin rằng cũng không ai mong muốn rằng một ngày kia mình lại không được tiến bộ hơn và không có một công ăn việc làm nó ổn định và nó thực sự là tốt, đúng không quý vị? Cho nên cũng rất là mong muốn bước chân được vào cánh cửa đại học và đã dành mọi cái khả năng của mình, quyết tâm, nỗ lực và thi được vào một cái ngôi trường mà có thể nói là cho đến thời điểm hiện tại vẫn là một cái ngôi trường hàng đầu cả nước và trong lực lượng vũ trang đào tạo lực sĩ quan an ninh. Lúc đó thì mình rất là may mắn, hàng ít hàng may mắn thôi quý vị ạ. Bởi vì là một cái ngôi trường có điểm tuyển đầu vào rất là cao, đúng không ạ? Hà nhớ rằng là huyện Đông Hưng, Thái Bình của Hà lúc đó là có 40 hay gần 50 bạn cùng thi tuyển. Thì sau khi bước chân vào trong trường ấy thì mới phát hiện là chỉ có đúng hai thằng tên là Hà cùng được vào cái trường đó mà thôi. Tức là tỷ lệ chọn rất là cao, đúng không quý vị? Cho nên Hà rất là trân trọng cái cơ hội mà mình đã may mắn có được trong những năm tháng học tập như vậy. Và suốt 5 năm học đại học thì Hà luôn ấp ủ và luôn mong muốn là mình có thể rèn luyện tốt nhất, học tập tốt nhất để sau khi ra trường có một cái chỗ đứng trong ngành nghề và thể hiện cái năng lực của mình, cũng như là bắt đầu là có thể là có chỗ đứng xã hội rồi thì thực hiện những cái giấc mơ của mình. Tuy nhiên cuộc sống chính là gì ạ? Cuộc sống chính là mỗi một khi chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta nỗ lực và chúng ta đi làm thì chúng ta bắt đầu hiểu ra rất nhiều những cái điều mới lạ, đúng quý vị? Và sau khi ra trường đi làm 3 năm, mặc dù được phân công công tác, công việc rất là tốt quý vị ạ. Có thể nói là đối với một thanh niên trẻ tuổi như vậy, nếu nói là có một công việc ổn định thì Hà có. Nếu nói một công việc có tương lai, Hà có. Nếu nói rằng là có một công việc đàng hoàng, đúng không ạ? Hà có. Nếu nói rằng có một cái công việc có rất nhiều tiềm năng để phát triển, để bồi dưỡng chuyên môn, Hà có luôn. Và nếu nói rằng đối với một gia đình nông thôn như Hà, cả đời, cả họ, nội, họ, ngoại, chưa ai có được cái gọi là gì, một cái chút gọi là ở miền Bắc chúng ta trọng danh mà, đúng không nào, một cái chút danh dự nào đấy cho gọi là về công việc, đúng không ạ, về ngành nghề, thì Hà nghĩ rằng là Hà có. Tuy nhiên quý vị ạ, tại sao ngày hôm nay với một công việc như vậy, với một cái độ tuổi còn rất là trẻ và còn rất nhiều tiềm năng để phát triển trong ngành nghề của mình như vậy, Hà lại quyết định lựa chọn Amway? Và không phải là lựa chọn một lần thử cho biết, mà sau khi lựa chọn đúng một lần và sau một năm nỗ lực học tập và đến những cái môi trường như thế này và cùng nhau phát triển sự nghiệp Amway này, thì Hà lại quyết định gác lại toàn bộ tất cả những cái dự định, những cái ước mơ và những cái gọi có thể nói là toan tính cũng được, đúng không quý vị, trong cái công việc truyền thống của mình và bước ra bên ngoài và lựa chọn Amway là sự nghiệp cuối cùng của cuộc đời mình. Thế đấy không phải là một quyết định trong một đêm quý vị ạ, đó không phải là một quyết định bồng bột của một người trẻ tuổi chưa hiểu hết về sự đời, mà đó thực sự là một quyết định, đối với cá nhân Hà là một quyết định rất là quan trọng, là một quyết định cảm động về tương lai của mình. Và ngày hôm nay quý vị ạ, cuộc đời này đó chính là kết quả của những sự lựa chọn và những quyết định của chúng ta. Chúng ta là ai ngày hôm nay, đó là bởi vì 5 năm và 10 năm và thậm chí 20 năm trước chúng ta đã ra những cái quyết định để lựa chọn. Và tương lai của chúng ta như thế nào thì chắc chắn phụ thuộc vào sự quyết định và lựa chọn của chúng ta ngày hôm nay. Chính như vậy, quý vị, tại sao một người có một công ăn việc làm tốt, một người trẻ tuổi và đang có một cơ hội thăng tiến lại lựa chọn sự nghiệp Amway? Vốn dĩ người ta nói rằng đó là đi bán hàng đa cấp, vốn dĩ người ta nói rằng đó là đi tiếp thị sản phẩm, đúng không ạ? Và rất nhiều người ngày hôm nay vẫn nhìn Amway giống như đó là một công việc không đàng hoàng, không đẳng cấp, đúng không ạ? Thưa quý vị, cái lý do đầu tiên mà Hà muốn chia sẻ với quý vị ở đây đó là gì? Có lẽ ngày hôm nay chúng ta đều là những người có ước mơ, cho nên chúng ta phải nỗ lực và dành thêm thời gian ở đây để học tập, đúng không quý vị? Vậy thì khi chúng ta có ước mơ và chúng ta nỗ lực thì đương nhiên chúng ta rất là muốn thành công. Và có lẽ là ngày hôm nay ở đây có rất nhiều anh chị đã thành công trong công việc của mình rồi. Nhưng cái vấn đề ở chỗ là gì?
Có rất nhiều khi chúng ta đã nỗ lực và leo lên từng nấc thang của sự thành đạt, thì chúng ta lại nhìn lại, chúng ta lại phát hiện ra là cái kết quả của mong muốn, đúng không thưa tất cả các quý vị? Và khi mà chúng ta nhìn thấy cái thành quả của sự nỗ lực của bản thân trong nhiều năm, đây không phải là cái điều chúng ta thực sự khao khát trong lòng và không khiến chúng ta hạnh phúc, không khiến chúng ta thỏa mãn, thì chắc chắn là chúng ta phải dừng lại, cần phải có một lựa chọn tốt hơn, đúng không quý vị? Đời người có một câu nói rằng là gì, có niềm vui cũng có những cái trách nhiệm cần phải thực hiện. Ta cảm nhận thấy là gì, ai cũng có những cái gọi là nhu cầu được vui vẻ, được sống vui vẻ, đúng không quý vị? Đầu tiên là chúng ta cần có một cái sức khỏe thật tốt, có một cơ thể khỏe mạnh để thân tâm an lạc, để vui vẻ mỗi ngày, để làm việc, đúng không ạ? Và thứ hai, chúng ta rất mong muốn có một cơ hội để kiếm tiền, để phục vụ những nhu cầu trong cuộc sống. Và đúng, và tự do kiếm tiền là điều mà ai cũng mong muốn. Và thứ ba là chúng ta rất mong muốn là gì ạ? Chúng ta mong muốn là có một cái phong cách sống riêng, có một cái sự tự do lựa chọn về cách chúng ta thể hiện, cách chúng ta sống, đúng không quý vị? Nhưng mà kèm theo đó chúng ta cũng có những cái trách nhiệm cần phải thực hiện trong đời mình. Và có thể nói rằng là hầu hết, tất cả chúng ta đều cùng nhau chia sẻ về một trách nhiệm, đó là gì? Là một người đi học và đi làm, được ba mẹ nuôi dưỡng nhiều năm và có cho mình cái chỗ đứng xã hội, thì chúng ta cần phải có trách nhiệm là báo hiếu lại cho ba mẹ của mình. Cái thứ hai nữa đó là gì ạ? Đó là nuôi dạy con cái. Và điều thứ ba, chắc chắn một ngày kia chúng ta cũng mong muốn, như các cụ nói là gì? Ai cũng mong muốn được làm ông nọ bà kia, đúng không ạ? Trong thâm tâm truyền thống ở Việt Nam chúng ta đều có câu nói này. Có nghĩa là chúng ta mong muốn có thể có cái thành tựu nào đó để đóng góp cho xã hội, đúng không quý vị? Và Hà chúc phúc cho tất cả quý vị có những cái cơ hội tốt nhất phù hợp với quý vị có thể thực hiện được những cái gọi là cái niềm vui cũng như cái ước mơ cũng như là cái trách nhiệm của mình. Và Hà cũng vậy. Nhưng mà sau khi Hà đi làm 3 năm thì tất nhiên là không đủ dài, không dài bằng rất nhiều người, đúng không ạ? Nhưng mà 3 năm cũng đủ để cho Hà nhìn thấy được tương lai một phần nào đó của mình rồi. Bởi vì có một câu nói là muốn biết được tương lai của mình ở đâu, đúng không ạ? Thì tiền bối chính là tiền đồ. Nhìn vào những người đi trước và những đồng nghiệp đi trước là mình có thể biết được là mình sẽ như thế nào và giới hạn của mình ở đâu, đúng không quý vị? Thế nào gọi là có tầm nhìn? Có tầm nhìn là biết nhìn vào cái tầm của mình, đúng không quý vị? Để mà lựa chọn, để mà phấn đấu. Và sau 3 năm đi làm thì Hà phát hiện ra một điều. Mặc dù có những yếu tố rất là thuận lợi và cũng rất là may mắn có một cái môi trường tốt như vậy, song Hà lại nhận thấy có 3 điều Hà không thỏa mãn. Cái điều không thỏa mãn đầu tiên đó là gì ạ? Đó là không thỏa mãn về thu nhập. Xin hỏi quý vị là ngày hôm nay quý vị có đang thỏa mãn về thu nhập của mình hay không ạ? Hà tin rằng là đây là một cái câu hỏi mà chúng ta có thể dễ dàng chia sẻ với nhau, đúng không ạ? Có người nói tôi thì bấy bao nhiêu cho nó đủ đây. Tin Hà biết rằng là có rất nhiều những cái món đồ mà chúng ta muốn mua nhưng mà chúng ta lại phải quay mặt đi khi chúng ta vào những cái cửa hàng, những cái trung tâm thương mại, đúng không ạ? Có rất nhiều những cái nhu cầu trong cuộc sống mà chúng ta cần phải giải quyết nhưng mà chúng ta có thể vẫn còn đang đợi lương, đúng không quý vị? Tức là ở đây là gì? Thu nhập không thỏa mãn. Và lúc đó lương của Hà thì chỉ có, Hà nhớ rằng là năm 2011 là gần 6 triệu đồng lương trung úy, quý vị ạ. Thậm chí không đủ để tiêu nữa, quý vị ạ. Cái điều thứ hai Hà cảm thấy không thỏa mãn đó là gì? Đó chính là cái phong cách sống của mình. Cái phong cách sống của một người đi làm là như thế nào? Quý vị rất là quen thuộc ngày hôm nay, đúng không ạ? Sau dịch Covid, đúng không? Mở cửa một cái, bắt đầu lại một cái vòng quay quen thuộc, đúng không ạ? Một cái chiếc nón kỳ diệu, đúng không ạ? Không phải có hồi kết. Sáng đi làm, chưa ở công sở, tối về nhà, sáng đi làm, 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 tối về nhà. Và đó là một cái vòng quay mà quý vị có thể nhìn thấy nó sẽ kéo dài mấy chục năm. Và cảm thấy phong cách sống của Hà chính là như vậy sau 3 năm đi làm. Gần như là không có thời gian để làm việc gì khác, mặc dù là công việc chưa chắc rất là áp lực và vất vả. Nhưng mà đó là một cái vòng quay. Và 3 năm chẳng đi đến đâu cả ngoại trừ Đồng Nai và sang lên thành phố Thủ Đức thăm bạn bè ở cạnh đảo cảnh sát và một số cái khu vực gọi là gần lân cận thôi. Chẳng biết đấy là đâu. Và thế giới thì đang xoay chuyển rất là nhanh, đúng quý vị. Nhưng mà cái điều thứ ba Hà cảm thấy không thỏa mãn đó là gì? Hà cảm thấy con người của mình sau 3 năm đi làm ấy, thì mình cảm thấy không thỏa mãn về sự phát triển của bản thân mình. Mình cảm thấy là xã hội thay đổi quá nhanh, nhìn ra bên ngoài rất nhiều thứ mới mẻ. Nhìn thấy bạn bè mình rất nhiều người đã bắt đầu phát triển lên. Trong khi đó mình vẫn đang rất là thong thả ung dung ở trong một cái vị trí công tác mà người ta bảo là gì? Rất là an nhàn, đúng không ạ? Nhưng mà điều đó khiến Hà không thỏa mãn và cảm thấy hình như mình đang tụt hậu trở lại.
Mình không học được nhiều điều mới mẻ sau 3 năm mình làm, quý vị ạ. Giống như hồi đi học. Chính như vậy, lúc đó Hà bắt đầu tự hỏi là mình nên làm gì đây. Thực sự Hà cũng đã bắt đầu ra bên ngoài và đi làm và tranh thủ thêm buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Nhưng mà Hà cảm nhận thấy là gì? Cái việc kiếm thêm thu nhập đấy nó cũng không đáng là bao nhiêu cả. Nó vẫn không khiến cho Hà cảm thấy thỏa mãn về tiền bạc. Nhưng mà ngược lại nó còn khiến cho mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Và lúc đó điều quan trọng hơn là Hà cảm thấy là hình như mình trở thành một con người tách biệt khỏi thế giới này, bởi vì chỉ có công việc và không có gì khác cả. Trước đây mà không đi làm ấy thì mình có thời gian chơi tennis này, chơi bóng chuyền này, đúng, đi bơi này, đi tập gym này, rồi còn đi giao lưu bạn bè với các anh chị trong đơn vị hay là các học trò của mình. Nhưng mà khi đi làm thì gần như là mình sống một mình. Và cảm thấy là liệu rằng cái điều này nó sẽ diễn ra trong bao lâu đây? Bởi vì là cứ đến hết tổng kết thì cảm thấy đồng lương trong túi mình không còn bao nhiêu cả, cho nên là gì? Cảm thấy nó rất là xa vời, rất là có gì đó nó rất là mênh mông. Cho nên quý vị ạ, đó là thời điểm mà Amway đã xuất hiện trong cuộc đời của Hà một cách chính thức. Bởi vì trước đó rất nhiều người nói cho Hà nghe về Amway, Hà nghe không vào tai. Bởi vì nghĩ rằng là bán hàng, lại còn là bán hàng đa cấp, lại còn đến tiếp thị sản phẩm. Một sĩ quan, một giảng viên, một đảng viên như mình làm thế nào có thể đi làm những công việc như vậy được. Cho nên quý vị ạ, mặc dù con người ta được dạy rằng là cuộc đời này là bình đẳng, đúng không ạ? Mọi người người là bình đẳng. Thế nhưng mà ít nhiều trong con mắt của mỗi một người đều có thành kiến và đều có sự phân biệt, đúng không quý vị? Cái lúc đó Hà đã bỏ lỡ cái cơ hội kinh doanh của mình mất gần 3 năm và mãi cho đến năm 2011 sau 3 năm đi làm thì Hà mới nhận ra những cái vấn đề vừa rồi. Và lúc đó Hà cũng không thực sự là dự định sẽ làm Amway, mà chỉ đơn giản là đấy là thời điểm khiến Hà cần phải sống, bắt đầu dừng lại để suy ngẫm. Và khi bắt đầu dừng lại suy ngẫm một cách nghiêm túc thì người bảo trợ của Hà tới và anh ấy nói rất nhiều về Amway thì Hà cũng không nghe rõ, không hiểu. Nhưng mà anh ấy nói rất nhiều về thầy Trần Hiểu Bân, nói rất nhiều về những con người mà đã thông qua Amway mà thay đổi cuộc sống của họ như thế nào. Và khi nghe những câu chuyện đấy được kể một cách tường tận và rất là kỹ lưỡng như vậy, Hà cảm thấy nó có gì đó rất chân thực và điều quan trọng hơn là nó rất kích thích. Bởi vì tại sao những con người nghe có kể chuyện xuất phát điểm rất bình thường, nhưng mà thông qua cái công việc kinh doanh có tên là Amway này, họ lại còn có thể mua nhà, mua xe, lại có thể nghỉ hưu và đặc biệt là đi du lịch vòng quanh thế giới là điều Hà cảm thấy rất là kinh ngạc. Lúc đó anh nói rất nhiều về thầy Trần Hiểu Bân, một người thanh niên trẻ tuổi ở nước ngoài, chỉ là một người kinh doanh từ trẻ tuổi và thất bại, sau đó là phá sản và rồi làm gì ạ? Làm một tài xế lái taxi thôi, mà lại có thể tạo ra một đế chế kinh doanh cho riêng mình. Và ngoài 30 tuổi đã nghỉ hưu rồi, đã đi du lịch vòng quanh thế giới, đã tận hưởng tất cả những cái gọi là gì ạ? Danh lam thắng cảnh và của ngôi vật lại trên đời này. Lúc đó Hà cảm thấy như là một câu chuyện trong truyền thuyết vậy, quý vị. Nhưng mà Hà rất là tò mò. Và chính vì vậy Hà đã quyết định đến Đại hội Thành Công. Và cái quyết định đi theo người bảo trợ của mình đến với một sự kiện 2 ngày 1 đêm tại Bình Dương, và sau đó là một nửa ngày nữa ở Hồ Chí Minh, đó là một sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của Hà. Bởi vì thông qua đúng 2 ngày cuối tuần đó, gần như một thế giới mới đã mở ra trước mắt Hà. Gần như là một cái chân trời mới đã bắt đầu thức tỉnh, thức dậy trong cuộc đời của Hà. Và đó là lần đầu tiên Hà hiểu ra một người muốn thành công trong cuộc đời này thì không chỉ nỗ lực và năng lực là đủ, mà cần phải có những điều kiện gì. Và tại sao Amway lại chính là một cơ hội tuyệt vời dành cho chính bản thân mình. Và ngày hôm nay quý vị đã đến đây, Hà tin tưởng rằng là gì? Người bảo trợ của bạn, người bạn của bạn ấy đã rất là dụng tâm, đã rất là chân thành, đã đi may mắn, đã biết đến trước và đã đi tìm hiểu một cách rất là nghiêm túc trước quý vị, thậm chí đã trải nghiệm rồi và đã mời quý vị tới đây. Mục đích duy nhất là để quý vị có thể nhìn thấy bằng tai của mình, nhìn thấy bằng mắt của mình, nghe thấy bằng tai của mình và dùng chính cái lý tính của chính bạn để gì ạ? Để phân tích và để đưa ra một cái lựa chọn nó phù hợp hơn để cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế vậy ngày hôm nay Hà sẽ dùng những cái thông tin mà Hà đã tạo coi như là tổng kết vắn tắt lại để giao lưu cùng quý vị, để chúng ta cùng nhìn nhận về cơ hội kinh doanh của Amway, tại sao lại là một lựa chọn tuyệt vời, tại sao đây chính là con đường thành công của chúng ta. Và hy vọng là quý vị sẽ cùng Hà giao lưu một cách thật sự cởi mở và chân tình, đúng không quý vị? Và hãy cho Hà tạm ứng một tràng pháo tay số 8 để Hà cảm nhận thấy không khí trong khán phòng này như nào, được không ạ? Những tràng pháo tay số 8 quý vị đâu ạ? Vâng, rất nhiều, đúng không ạ? Rất nhiều. Quý vị hãy tin tưởng rằng là gì ạ? Cuộc sống chính là tiếng vọng, điều mình cho đi chính là điều mình sẽ nhận được, đúng không ạ? Hà sẽ dùng kinh nghiệm 10 năm và thông qua sự huấn luyện của các vị lãnh đạo thì Trần Hiểu Bân để chia sẻ với tất cả quý vị ở đây những thông tin tuyệt vời nhất từ Amway.
Tại sao Amway chính là một lựa chọn tốt nhất của chúng ta? Đúng không? À, có rất nhiều người cho rằng là đây là lựa chọn của bạn, không phải của tôi. Vâng, chính xác là như vậy. Thực ra ban đầu chúng ta đều là như vậy, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta không hề biết cái mối liên hệ của chúng ta với Amway. Nhưng ngày hôm nay, quý vị nhất định cần phải nhìn nhận cái mối liên hệ mà Amway đã ra đời như thế nào và dành chúng ta như thế nào. Thế thì ở đây quý vị ạ, có một câu nói là gì? Thành công trong đời nhất định cần phải nỗ lực, nhưng mà nỗ lực thì chưa chắc đã thành công. Điều quan trọng là cần phải có một cái cơ hội phù hợp về nhu cầu, phù hợp về giá trị và phù hợp về khả năng. Và Amway đầu tiên ấy, chính là một cái cơ hội như vậy, thưa các quý vị. Và lý do đầu tiên mà lựa chọn Amway và quý vị có thể xem xét đó là gì ạ? Đây chính là một cái cơ hội làm giàu ít rủi ro. Có lẽ chúng ta ai cũng muốn làm giàu, đúng không quý vị? Những người trong văn phòng này ai cũng làm giàu cả. Nhưng mà làm giàu chính là phải làm kinh doanh, đó chính là phải làm chủ, đúng không quý vị? Nhưng mà làm giàu có rủi ro hay không? Làm chủ, làm kinh doanh có rủi ro hay không ạ? Chắc chắn là rất là nhiều cái áp lực và rất nhiều điều cần phải tính toán rồi. Nếu không thì ngày hôm nay Hà tin rằng rất nhiều người trong chúng ta sẽ đi làm giàu, sẽ đi làm kinh doanh rồi, đúng không ạ? Nếu bạn thật sự là người có ước mơ và có tài năng, chắc chắn bạn sẽ bắt đầu làm chủ kinh doanh. Nhưng mà điều đó chưa chắc, bởi vì chúng ta cần cơ hội. Nhưng mà ở ngoài kia có rất nhiều cơ hội, cần điều kiện và có rủi ro kèm theo. Amway thì không. Có rất nhiều người cho rằng là nói quá về điều này, cho nên Hà nói rằng là ít rủi ro. Bởi vì là cuộc sống, quý vị biết không, ngay cả uống nước đôi khi còn phải sạc nước, đúng không quý vị? Cho nên trên đời này luôn luôn tồn tại rủi ro. Có điều là Amway là một cơ hội ít rủi ro nhất mà quý vị có thể biết đến. Lý do là như sau. Ngày hôm nay quý vị ạ, quý vị đã nghe về chương trình trả thưởng của Amway. Nếu như quý vị chưa được nghe về chương trình trả thưởng của Amway, kiến nghị hãy dành thời gian để nghe lại điều này một cách thật kỹ lưỡng. Ở đây Hà sẽ xin tóm tắt và quy nạp và tổng kết những điểm nổi bật nhất về cái ưu điểm độc đáo trong mô hình kinh doanh với Amway mà tất cả chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ. Đầu tiên ấy, làm kinh doanh rất sợ rủi ro, nhưng Amway làm kinh doanh mà vốn khởi nghiệp và chi phí vận hành rất thấp, và điều quan trọng là thị trường đã được khảo sát rất kỹ. Khi bạn tham gia vào Amway, chúng ta thấy một điều, nghe một điều, Amway không phải hỏi là trong túi chúng ta có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu quan hệ xung quanh chúng ta, trình độ là như thế nào, có phải ôm hàng hay không, có phải ký quỹ hay không, có cần phải thuê mặt bằng hay không, có phải thuê nhân viên để quản lý mặt bằng và cửa hàng của mình hay không. No, Amway chỉ cần hỏi là bạn đã đủ 18 tuổi hay chưa, bạn có tư cách công dân đàng hoàng hay không, và bạn có muốn làm Amway không mà thôi, đúng quý vị? Và chỉ cần một cái thẻ ngân hàng và số điện thoại và địa chỉ, vậy là bạn có thể trở thành một đối tác của Amway. Vì Amway đã lo toàn bộ nhà máy sản xuất trên cả nước, đúng không ạ? 25 triệu đô đủ cho bạn dùng chưa? Amway đã thuê hàng trăm nhân viên, hiện nay là gần mấy trăm, 400 nhân viên, hơn 300 nhân viên để hỗ trợ chúng ta ở phía sau hậu trường. Toàn bộ về quy trình giao hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm, cũng như là thương hiệu, cũng như là truyền thông, cũng như vấn đề pháp lý, tất tần tật các vấn đề mà một doanh nghiệp bắt buộc sẽ cần phải chuẩn bị và phải lo liệu, thì Amway đã giải quyết hết rồi. Bạn chỉ lo một khâu duy nhất, đó là kết hợp và chia sẻ thông tin mà thôi. Ngay cả cái việc đó là làm thẻ gia nhập và quản lý đối tác của mình, Amway cũng đã lo giúp bạn rồi. Và điều quan trọng là tất cả những sản phẩm mà Amway đưa ra thị trường, trước khi đưa ra thị trường, đều đã có bộ phận khảo sát và nghiên cứu thị trường một cách rất chuyên nghiệp. Cho nên sản phẩm Amway đi ra thị trường lúc nào cháy hàng lúc đó. Bạn hãy quan sát tất cả những gì xảy ra cách đây 5-7 năm nay liên tục gần đây. Hầu như những sản phẩm ra mắt của Amway đều ở trong trạng cháy hàng. Và gần đây bây giờ chúng ta có thấy không ạ? Dịch Covid đúng không? Vitamin của Amway nhiều lần cháy hàng và bán theo quota. Cho nên là một kinh doanh vốn khởi nghiệp thấp, chi phí vận hành rất thấp, đơn giản là biến tiêu dùng thành đầu tư, thành tài sản, đúng không ạ? Quản lý cái việc chi tiêu tốt hơn, đổi nhãn hiệu tiêu dùng thành cái việc kinh doanh. Đó chính là bí quyết của những người khởi nghiệp với Amway. Cho nên chúng ta sẽ trải nghiệm một cảm giác, đó là gì? Kinh doanh thành công thì không phải lo áp lực quản lý, không phải lo cạnh tranh. Còn khi mà thành công, chưa thành công thì chúng ta không phải lo rủi ro gì cả. Đúng quý vị? Và điều thứ hai là gì? Khi làm kinh doanh này, bạn có nghe câu nói tuyến trên bảo là bạn phải bỏ công việc truyền thống để làm Amway không? Điều này hoàn toàn khác với công việc kinh doanh thông thường. Khi bạn đầu tư ra tiền bạc mở ra cửa hàng mặt bằng, thậm chí là bạn phải thậm chí thuê nhân viên rồi, bạn vẫn phải bỏ công bỏ việc để quán xuyến công việc kinh doanh để thúc đẩy nó phát triển. Và Amway không cần. Bạn có thể bắt đầu làm bán thời gian.
Khi Hà bắt đầu làm kinh doanh này thì sau 5 giờ chiều chính là thời điểm Hà bắt đầu với công việc kinh doanh Amway. 5 giờ chiều đến 11, 12 giờ đêm là cái thời gian Hà lựa chọn. Bởi lúc đó đi từ Đồng Nai đến Sài Gòn học tập rất là xa, đúng không ạ? Và chỉ cần một ngày chủ nhật cuối tuần nữa. Cho nên quý vị hoàn toàn không cần phải lo lắng rằng làm Amway có tốn thời gian hay không. Bạn dành 8 tiếng, 10 tiếng, thậm chí 12 tiếng đồng hồ dành cho công ty của mình, dành cho cơ quan của mình, dành cho sếp của mình, ông chủ của mình á, để nhận một đồng lương rất là ít ỏi. Vậy thì khi chúng ta làm Amway, chúng ta làm chủ công việc kinh doanh của chính chúng ta, tại sao chúng ta không thể dành ra 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày, đúng quý vị? Cho nên là Amway hoàn toàn là gì ạ? Không cần phải bỏ việc và có thể tự do sắp xếp thời gian của chính bạn. Và thậm chí khi bạn chưa làm thì cũng điều đó không quan trọng, bởi vì sao? Bạn có thể tìm hiểu nó, và khi bạn hiểu nó rồi, bạn sắp xếp được mọi thứ rồi, bạn có thể bắt đầu. Cho nên ở Amway có một điều rất tuyệt vời, đó là luôn luôn có cơ hội, đúng không ạ? Luôn luôn có cơ hội. Điểm thứ ba đó là gì? Trong cái kinh doanh này này, có một cái khái niệm là có nơi để học và có người thành công dẫn dắt. Một cái kinh doanh tuyệt vời bởi vì sao? Luôn có người thành công hướng dẫn mình. Và mô hình kinh doanh này đã được kiểm nghiệm là thành công hàng trăm quốc gia và hàng trên 60 năm rồi. Quý vị biết không ạ? Nếu như chúng ta đi học ấy, chúng ta đều biết rằng là gì? Những cái bài toán ấy mà nó có công thức có sẵn, đúng không? Cái việc áp dụng và giải một cái bài toán trở nên rất là đơn giản, đúng quý vị? Nhưng mà ngày hôm nay, nếu như các bạn đi làm kinh doanh truyền thống, bạn bắt đồng doanh nghiệp riêng, bạn đều là tự thân vận động, cùng lắm là bạn sẽ rủ thêm một vài bạn bè cũng giống như bạn chưa thành công trong kinh doanh bao giờ, có một chút vốn để hùn nhau để làm kinh doanh á, bạn hoàn toàn mơ hồ về tương lai, bạn hoàn toàn là cảm thấy giống như một cái người bước chân vào rừng, đúng không ạ? Và bắt đầu khai phá cái giang sơn của mình. Điều đó mang lại rất nhiều rủi ro. Nhưng Amway chính là gì? Amway chính là khi bạn bước chân vào đây, có người bảo trợ là những người có kinh nghiệm hướng dẫn bạn, có lãnh đạo tuyến trên, đúng không, là những người đã có kinh nghiệm thành công, và đặc biệt là có một người thầy, đúng không, có một hệ thống, một môi trường sẽ chia sẻ tài nguyên giúp bạn, kinh nghiệm giúp bạn, thậm chí cầm tay chỉ việc giúp bạn, và điều quan trọng là cho bạn một cái tầm nhìn và cho bạn những kinh nghiệm rất là quý báu. Đây là điều rất khác biệt với anh truyền thống. Truyền thống thà cho vàng, không ai chỉ đàng đi buôn, đúng quý vị? Amway thì hoàn toàn khác. Cho nên hôm nay lãnh đạo Nghĩa có nói một câu là gì? Bạn sẽ phải đối diện với sự từ chối. Trong truyền thống thì không, bạn không phải lo từ chối. Rất đơn giản, bởi vì là trong truyền thống, cho dù làm công ăn lương hay là chủ kinh doanh ấy, chẳng ai mời bạn làm với họ đâu, hoặc chẳng ai mời họ, nhưng mời bạn thay họ cả, đúng quý vị? Họ phải giữ cái vị trí của họ chứ, tại sao họ lại chia sẻ cơ hội làm ăn của họ cho bạn? Nhưng Amway là khác. Amway chính là một kinh doanh chia sẻ, và thông qua đó bạn là một người mới, bạn có thể nhận được rất nhiều kinh nghiệm thành công. Đây là một cái triết lý, và đây cũng là một trí tuệ của người sáng lập Amway. Thật là một trí tuệ rất vĩ đại, bởi vì một kinh doanh như vậy sẽ có sức phát triển không ngừng lớn mạnh và rất là bền vững, quý vị ạ. Đúng không quý vị? Và đây chính là một cái kinh doanh cùng nhau thắng lợi rất là tuyệt vời. Cho nên thưa quý vị, khi lựa chọn cái việc làm ăn để xây dựng tài sản và tương lai cho chính mình, thì chúng ta tự mình tìm đường hay là dùng cái con đường mòn đã được rất nhiều người đi và chứng minh là thành công rồi để đi đây, đúng không ạ? Có phải cái cách tốt nhất để chúng ta thành công trong một lĩnh vực, một cái ngành nghề nào đó, đó là chúng ta dùng cái con đường, cái công thức, đúng không ạ, cái phương thức đã được chứng minh là thành công với hàng triệu cái gọi là nhiều cái trường hợp khác nhau rồi, thì cái tỷ lệ thành công cao hơn rất nhiều lần, đúng quý vị? Và đó là yếu tố giới hạn rủi ro của chúng ta. Và bạn kinh doanh thì có một cái khái niệm rất là tuyệt vời, đó là kiếm tiền, và kiếm thật nhiều tiền, đúng không ạ? Ai kinh doanh mà không muốn kiếm nhiều tiền? Vậy Amway thì sao? Amway cũng kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà điều tuyệt vời hơn là gì? Nếu như trong truyền thống, kinh doanh truyền thống có hai cái khó. Một là rất khó làm lớn, đúng không ạ? Bạn khi mà bạn muốn làm lớn, bạn mở rộng kinh doanh của mình ấy, bạn phải đầu tư thêm vốn. Vậy bạn phải mua thêm máy móc, nhà xưởng, đúng không? Bạn phải thuê thêm nhân viên. Và mỗi một thêm một nhân viên là thêm một cái đau đầu, và cái công tác quản lý, công tác lãnh đạo, công tác coi như là kiểm soát vô cùng khó khăn. Và rất nhiều người chỉ có thể làm được một cái kinh doanh chứ không thể làm được ba kinh doanh hay là mở rộng thành một cái chuỗi hệ thống, đúng không ạ? Rất nhiều không làm nổi, rất ít người có thể làm được. Cái thứ hai đó là gì? Không thể làm lâu. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường không ngừng biến đổi, đúng không ạ? Vòng quay của một doanh nghiệp thông thường chỉ có khoảng 5 đến 10 năm. Vòng quay một tập đoàn lớn có khi là tầm 35 năm. Người ta theo tính toán là cần phải thay đổi rồi. Nhưng mà Amway là kinh doanh gì ạ?
vừa có thể làm lớn, vừa có thể làm lâu. Bởi vì á, bởi vì em ơi, không gian về không gian địa lý, không gian về đối tác phát triển, không giới hạn về gì ạ, về số lượng sản phẩm, và bạn có thể là tự do lựa chọn để mở rộng ngành của mình. Và còn có thể làm lâu, rất là lâu dài, bởi vì hàng tiêu dùng hết lại dùng, và bạn có thể hình dung là khi người ta hết răng rồi, người ta hết tóc rồi, có khi người ta vẫn phải dùng dinh dưỡng của Nutrilite, đúng không quý vị? Cho nên bạn phải nhìn vào cái điều này để thấy rằng là đây là một cái kinh doanh đã lựa chọn một lần rồi á, đúng là nỗ lực và có thể tận hưởng cái trải nghiệm nó cả cuộc đời này. Cho nên đây chính là một kinh doanh không rủi ro. Bạn có tán đồng và có thích một cái mô hình kinh doanh như vậy không ạ? À? Cho Hà một tràng pháo tay tín hiệu đúng không ạ? Số 9 không quý vị? Vâng. À, số 9 đúng không ạ? Trong thời Covid này, đây lại càng là một lựa chọn tuyệt vời hơn nữa quý vị ơi. À, bởi vì ở đây chúng ta có thể làm việc xuyên quốc gia và xuyên biên giới để ngồi tại nhà và làm sự nghiệp được, đúng quý vị? Vừa bảo vệ cái gì ạ? À? Cái tính mạng của chúng ta một cách tốt hơn, vừa không phải lao ra đường hàng ngày, vừa gì ạ? À? Vừa có thể kiếm tiền mà kiếm tiền một cách vui vẻ. Đúng quý vị? À, không phải lo là gì ạ? À? Trả tiền mặt bằng. Đó chính là một kinh doanh mà cho rằng là gì? Trời ơi, còn đi tìm cơ hội ở đâu xa nữa, đúng quý vị? Nó ở đây. Rồi. Và tiếp tục, à, không những như vậy mà lựa chọn ngày hôm nay còn là lựa chọn của tương lai. Bởi vì quý vị biết không ạ? Làm ăn đấy, bạn giống như là thuyền ra biển lớn, đúng không ạ? Bạn muốn đi theo dòng hay là bấn ngược dòng đây? Bạn muốn coi như là cưỡi sóng đạp gió hay là bị nó nhấn chìm đây? Bạn phải nhìn vào xu thế, đúng không quý vị? Vậy thì ai có thể nhìn ra được xu thế? Nếu như bạn là một người mới bắt đầu, có khả năng rất ít khi bạn có thể may mắn và có trí tuệ để nhìn ra một cái xu thế kinh doanh. Nhưng Amway là một tập đoàn toàn cầu, là một công ty hàng đầu thế giới, đã có một cái lịch sử vô cùng huy hoàng và đồng thời cũng có một cái tương lai tầm nhìn rất là xa. Và em quay đầu tư vào đâu? Đây, thưa quý vị, đây là một cuốn sách rất nổi tiếng, nói về những cuộc cách mạng, đúng không ạ? Những cuộc cách mạng của thế kỷ 21 này, đúng không? Làm thế nào để có một tài gia tài trong gì ạ? Trong ngành công nghiệp hàng nghìn tỷ tiếp theo đây. Và chăm sóc sức khỏe, đúng không ạ? Thương mại điện tử và bán hàng trực tiếp, đó chính là những xu hướng lớn của thời đại này, bất chấp là đi tình hình chính trị, tình hình kinh tế, tình hình dịch Covid hay vấn đề như nào. Sức khỏe chính là khái niệm mà càng về sau sẽ là các khái niệm không bao giờ lỗi thời, đúng không ạ? Sức khỏe và sắc đẹp. Em vừa kinh doanh cái gì? Em vừa kinh doanh Nutrilite. 88 năm lịch sử, gần chuẩn bị kỷ niệm 90 năm thành lập rồi, vẫn luôn vững vàng ở vị trí số 1 thế giới về vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Bạn phải tìm kiếm tất cả những thông tin này trên mạng xã hội một cách rất là chính thống. Ngày xưa bạn đi tìm hiểu, bạn sẽ nghe nói là bán hàng đa cấp thế này thế kia, đúng không ạ? Ngày hôm nay bạn sẽ thấy tất cả những thông tin rất là chính thống về Amway, về Nutrilite này đang đứng vị trí số 1 như nào, và đây là đánh giá độc lập toàn cầu. Cho nên bạn có trong tay một thương hiệu số 1 trong ngành chăm sóc sức khỏe rồi, đúng không ạ? Và Artistry, đúng không ạ? Sắc đẹp đích thực, khoa học đích thực. Và đây chính là gì ạ? Đây cũng là cái xu hướng vô cùng gì ạ? À, hái ra tiền và cực kỳ có cái tương lai rộng lớn trong tương lai. Làm đẹp. Phụ nữ là gì? Phụ nữ là thà, gọi là sợ gì ạ? À, sợ xấu còn hơn sợ chết mà quý vị. Đúng không quý vị? À, cho nên chị em phụ nữ hơn một nửa của thế giới này là những con người rất là tuyệt vời, và họ đem đến sức sống trong ngành kinh doanh này. Vậy thì bạn kinh doanh, bạn có thể lựa chọn ngành nghề này không? Có chứ, nhưng bạn có điều kiện hay không? Bạn có thể tạo ra một quy trình sản xuất gọi là gì cực kỳ hiện đại hay không? Bạn có thể tạo ra những sản phẩm thời thượng không? Và bạn có thể là đi dài hơi và có đủ nguồn vốn để cạnh tranh lĩnh vực này hay không? Nhưng mà khi bạn hợp tác với em môi, bạn kinh doanh Artistry, bạn sẽ có những chuyên gia hàng đầu trên thế giới đến hỗ trợ bạn. Bạn sẽ có chuyên gia hàng đầu trong nước sẽ đồng hành cùng bạn. Và bạn sẽ có cả một cộng đồng trên mạng xã hội là những người nổi tiếng, là những diễn viên ca sĩ, là những gì ạ, nghệ sĩ hay là gì ạ, là những rất nhiều những người đẹp, và kể cả là cả một cộng đồng những chị em nhắn phố em vui rất đông đảo đã có những trải nghiệm tuyệt vời từ Artistry này đồng hành cùng bạn. Và bạn kinh doanh toàn quốc, đúng quý vị, đúng không ạ? Cho nên là gì, đây là những thông tin mà quý vị có thể tìm hiểu. Và đương nhiên ngoài đó ra còn là chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia dụng, tất cả những thứ gọi là người người dùng, nhà nhà dùng.
Nhưng cái hay của nó là an toàn, là tiết kiệm, là hiệu quả, là đa năng. Là những gì mà quý vị có thể hình dung là 59 năm về trước, 63 năm về trước ấy, Rick và Jay đã nhìn ra là xã hội thế giới ngày nay đang bảo vệ môi trường, chống trái đất nóng lên đúng không ạ? Biến đổi khí hậu, Nutrilite, Artistry hay là Amway Home đều là hướng đến tiêu chuẩn như vậy. Và là được chứng nhận trên thế giới nữa. Ở Việt Nam là duy nhất luôn. Các bạn nhìn xem, chúng ta kinh doanh những sản phẩm như vậy có tương lai không ạ? Đó chính là xu thế. Máy lọc nước có bán số 1 thế giới, máy lọc không khí có bán số 1 thế giới. Ồ, nếu bạn sợ Covid, nếu như bạn có một cái máy lọc này trong nhà và trong cơ quan của mình á, thì có khả năng bạn không bao giờ phải lo lắng về chuyện này nữa. Bởi đây là loại máy lọc có thể lọc được cái con virus còn nhỏ hơn cả virus SARS và virus Corona nữa quý vị. Màng lọc Nonamed. À, cái này là thông tin có thật quý vị nhé. À, và Hà cũng đã trực tiếp được đi khảo sát, đi tìm hiểu những cái sản phẩm như vậy ở những thị trường nước ngoài như là Trung Quốc, như là Nhật Bản, như Hàn Quốc. Đây là Nhật Bản, Hàn Quốc quý vị này. À, máy lọc nước Nhật Bản, máy lọc không khí tại Hàn Quốc. Và trong tương lai còn có gì ạ? Nước tăng lực XS. À, nước tăng lực không đường. Bạn thích đi du lịch không? Bạn có muốn có một trạng thái tuyệt vời hàng ngày làm việc một cái vui vẻ hay không? Nhưng bạn có sợ béo phì không ạ? Bạn có sợ bị gan thận và rất là nhiều vấn đề mãn tính không ạ? XS chính là câu trả lời. Và đây chính là ngành nước là một cái thương hiệu dẫn đầu cái ngành nước ngọt trong tương lai, bởi vì nó mang lại những tiêu chí mà nhân loại này, con người rất là cần. À quý vị ạ, và công nghệ là độc quyền em vui sở hữu quý vị. Và còn rất rất nhiều những cái câu chuyện khác nữa mà Hà, vì thời gian Hà chỉ tóm gọn quý vị thôi. Ở đây muốn chia sẻ quý vị một thông điệp là gì ạ? Một thông điệp rằng ngày hôm nay chúng ta đang kinh doanh, đúng không nào? À, còn một thông điệp nữa đó là gì? Đấy chính là thời đại hậu Covid hay là thời đại Covid. Cách ly xã hội, rủi ro ở khắp mọi nơi. Bắt đầu cái kinh doanh cái gì cũng cần phải tính toán yếu tố này, rủi ro này, đúng không ạ? Vậy ngày hôm nay Amway không cần phải tính toán nữa, bởi vì tất cả những rủi ro đó, những vấn đề đó Amway đã lo hết rồi. Bạn chỉ cần ngồi ở trong nhà, một cái điện thoại, một cột wifi là bằng một công ty rồi quý vị ạ. Bạn có thể kinh doanh một cách rất vui vẻ, tự do. Cho nên đấy chính là sức mạnh của thời đại, đúng không ạ? Sức mạnh của Internet, sức mạnh của việc hợp tác với Amway. Và bạn có quyền lựa chọn nó, đúng không nào? Và trong hai bức hình này thì bạn muốn nhìn và muốn làm theo cái người đàn ông của bức hình nào đây? Bạn muốn dùng sức của mình và leo lên những nấc thang, đúng không ạ? Mà leo mãi cũng không thể đến được mục tiêu của mình. Hay là bước sang bên kia, đó là quyền của bạn, đúng không ạ? Đấy chính là sức mạnh của xu thế được quý vị ạ. Cho nên là gì? Cho nên đấy chính là lựa chọn của bạn ha. Amway chính là một xu thế. Và không những như vậy, chúng ta làm bất kỳ một điều gì, con người, thành tựu của một người chính là được khẳng định bởi những cái giá trị, đúng không ạ? Và Amway chính là một sự nghiệp có rất nhiều giá trị, đúng không ạ? Và trong đó là một sự nghiệp có tính đảm bảo rất là cao. Một sự nghiệp có tính đảm bảo có rất nhiều giá trị, bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là bạn hợp tác với một đối tác danh tiếng và với đẳng cấp dẫn đầu thế giới. Một cái đối tác hàng đầu thế giới quý vị ạ. Làm ăn cũng như trong đời sống, khi mà bạn đến tuổi trưởng thành, một người đàn ông sẽ phải kết hôn, một người phụ nữ sẽ phải chọn chồng. Vậy thì chọn chồng hay là chọn vợ để kết hôn là những quyết định rất trọng đại trong đời, và đó có thể coi là một hình thức lựa chọn đối tác trọn đời rất quan trọng, đúng quý vị? Đây làm kinh doanh cũng vậy thôi. Tại sao rất nhiều người sẽ rất khó thành công trong kinh doanh? Bởi vì ngay từ đầu họ không có cái tầm nhìn về đối tác hợp tác. Họ đi hợp tác với những con người bình thường, họ đi hợp tác với những người chưa có kinh nghiệm thành công. Nhưng mà ngày hôm nay gì ạ? Bạn hợp tác với Amway, với những người sáng lập và những người đang dẫn dắt tập đoàn Amway này. Đó là những con người thành công, đó là những người khổng lồ, đúng không ạ? Là một thương hiệu thành công. Và thế giới ngày nay các bạn thấy không ạ? Những nước nhỏ thì đi tìm những nước lớn hơn để hợp tác, đúng không ạ? Để nương tựa, để coi như là cùng nhau phát triển. Những công ty nhỏ cũng tìm công ty lớn để hợp tác, đúng không ạ? Vậy chúng ta là những người rất là bình thường, tại sao chúng ta không đi tìm những đối tác lớn hơn chúng ta, mạnh hơn chúng ta, và hợp tác với một thương hiệu có đẳng cấp, có cái uy tín và lịch sử lâu đời như vậy? Đó chính là lựa chọn rất sáng suốt và có tính đảm bảo, đúng quý vị? Và ở Việt Nam, Amway cũng được chứng minh điều đó trong suốt nhiều năm nay. Và thành tựu khoa học vượt trội với hàng ngàn bằng phát minh sáng chế, với hàng trăm ngàn, với hàng chục ngàn lượt kiểm định chất lượng hàng năm, và hàng ngàn nhà khoa học. Đây là cái ưu thế cạnh
tranh vượt trội năm nay. Và ngày hôm nay kinh doanh rất là khó đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta hợp tác với Amway chính là chúng ta đang mượn sức những nhà khoa học hàng đầu thế giới đang ngày đêm nghiên cứu để cho ra những sản phẩm tốt nhất và tiên tiến nhất, luôn có tính cải thiện và vượt xa cái nhu cầu và cái đánh giá của tầm hiện đại từ 10 đến 15 năm. Đó là cái sự đảm bảo tốt nhất cho sự thành công bền vững của chúng ta. Còn chúng ta có may mắn hoặc là hợp tác với một nhà khoa học nào đó trong nước, hoặc là chúng ta có thể tự nghiên cứu ra một sản phẩm đấy, rất tốt thôi. Nhưng mà chưa chắc, đúng không? Đấy là thiên tài rồi. Nhưng mà chưa chắc là bạn có thể cải thiện lâu dài, đúng quý vị? Trong một thế giới cạnh tranh liên tục như ngày hôm nay. Cho nên đấy là sự nền tảng của sự đảm bảo. Và điều thứ ba quan trọng hơn để đem đến sự đảm bảo cho bạn này, là rất là muốn quý vị hãy nhìn thật kỹ điều này. Tất cả các bạn, người bạn, những người bạn trong khán phòng này, những người bạn cũ và người mới ngày hôm nay là đầu tiên tới đây. Bạn có hiểu không ạ? Xã hội ngày nay là một xã hội thay đổi chóng mặt với lượng thông tin khổng lồ, với một cái lượng thông tin được cập nhật liên tục và thay đổi liên tục. Và chúng ta rất là kinh ngạc khi thấy trên mạng xã hội những cái cá nhân trẻ tuổi, đúng không ạ? Nền tảng về học vấn và kinh nghiệm chưa đủ nhiều nhưng lại có thể kiếm hàng triệu đô la Mỹ, có thể kiếm hàng tỷ đô la Mỹ, đúng không ạ? Có thể thay đổi cuộc đời và có một cái số tiền khủng khiếp như vậy. Là bởi vì ngày hôm nay chúng ta trong thời kỳ mốt này là thời đại thông tin, kiếm tiền từ cổ trở lên, và những người thành công chính là những người biết cách gì ạ? Nắm bắt thời cuộc, là những người nắm được thông tin, đúng không ạ? Vậy thì tại sao rất nhiều người nỗ lực mà chưa thành công? Là bởi vì bạn sau khi tốt nghiệp đại học xong, sau khi ra trường xong, chúng ta không có một tâm thái học tập đầy đủ, chúng ta cũng không có đủ cái môi trường học tập đầy đủ, và chúng ta chưa biết cách học tập một cách thông minh. Amway chính là một loại kinh doanh rất đặc biệt. Nó cho chúng ta một mô hình doanh nghiệp học tập. Người người học tập, thường xuyên học tập suốt đời, đúng không quý vị? Và học tập chính là một con đường tuyệt vời nhất. Bạn xem, ngay khi ngày Chủ nhật này, rất nhiều người vẫn đang tiêu những đồng tiền rất khó khăn để kiếm được của mình, đúng không ạ? Trong những cái cuộc nhậu, trong những cái quán cà phê, trong những đám cưới, trong những đám hỏi, trong rất nhiều những cái vấn đề khác nhau. Còn bạn đang ngồi ở đây để học tập, bạn đang trau dồi cái tư tưởng của mình, đúng không ạ? Bạn dùng kinh nghiệm người thành công để tiếp nạp, và bạn sẽ không ngừng làm điều này với môi trường Amway. Thế thì làm sao những người ở ngoài kia cạnh tranh được với bạn? Bạn đồng ý không ạ? 10 năm qua, tại sao Hà có thể xuất phát điểm rất là bình thường, nền tảng không có gì ngoài công việc truyền thống, sau khi tách ra thì cũng là không có gì luôn. Nhưng tại sao họ có thể tự tin và vững vàng phát triển kinh doanh của mình và có thể là cạnh tranh với các bạn ở những rất nhiều người ở ngoài xã hội một cách rất là tự nhiên, rất là tự tin? Là bởi vì Amway đã cho Hà rất nhiều thứ mà có nằm mơ trong môi trường truyền thống Hà cũng không dễ dàng gì có được. Cho nên là quý vị ạ, đây là một doanh nghiệp rất tuyệt vời, và những ai còn đang học tập thì đó là người có sự đảm bảo. Ai vẫn tiếp tục học tập, người đó có sự đảm bảo. Đúng quý vị? Cho nên đây còn lại là một cái sự nghiệp tuyệt vời bởi vì nó thu hút nhân tài. Một doanh nghiệp có bền vững hay không, có phát triển lâu dài được không, là phải dựa xem là doanh nghiệp đó cái nền tảng với con người như thế nào. Và nhân tài chính là rừng cột không chỉ của gì à, của quốc gia mà còn của mỗi doanh nghiệp, một tổ chức. Và chính vì vậy trong Amway, chế độ trả thưởng vô cùng đặc biệt đã thu hút rất nhiều nhân tài xã hội, thu hút rất nhiều những giảng viên, những sĩ quan, những bác sĩ, đúng không, những chủ doanh nghiệp, đúng không ạ? Và đây là lý do vì sao Amway là một kinh doanh sẽ có sức vươn xa vô cùng lớn. Và đặc biệt trong thời đại này, bạn sẽ thấy rất nhiều nhân tài trong tương lai, trong xã hội ngoài kia, họ đã nhìn ra được Amway rồi, họ sẽ nắm bắt lấy nó. Và công ty của bạn, doanh nghiệp riêng của bạn sẽ thu hút rất nhiều nhân tài vào đây. Bạn có sự nghiệp đảm bảo suốt đời, đúng không ạ? Cái hay ho của chế độ này là gì? Đó là bạn không thể trả lương cho họ một ngày nào. Bạn không cần phải trả lương cho họ và thúc đẩy họ làm việc, nhưng họ vẫn cứ làm việc một cách rất nhiệt tình, nhiệt thành và cần mẫn chăm chỉ, và doanh nghiệp của bạn vẫn tiếp tục phát triển. Tất nhiên họ không làm việc vì bạn, họ làm việc ước mơ của họ, đúng không ạ? Giống như Hà đang làm việc vì ước mơ của chính mình, đúng quý vị? Nhưng đương nhiên Hà rất biết ơn người bảo trợ tuyến trên của Hà, đúng không ạ? Chỉ một cơ hội thôi là đủ rồi. Cho nên quý vị hãy nhìn vào điều này. Và đây cũng là một sự nghiệp có thể kế thừa cho người thân của mình. Rất nhiều người ngoài kia đi làm rất nhiều năm, ngay cả đời mình cũng chưa chắc nghĩ đến cái sự đảm bảo và mà một cái kết thúc có hậu. Bởi vì cái chế độ là gì ạ? Làm xong, đứng dậy đi, xuổi tay là hết, đúng quý vị? Người vừa mới kịp đi
thì trà đã nguội rồi, đúng quý vị. À, cho nên người ta nói là gì, à, trâu cày ruộng cả đời nhưng mà chả có thửa ruộng nào là của trâu, đúng không ạ? Người làm công suốt đời chả có công ty nào là của mình cả, và người vừa đi là trà đã nguội luôn, người ta thay người khác vào ngay, đúng không ạ? Bạn sẽ trở thành dĩ vãng thôi. Nhưng em quay thì khác, khi bạn nỗ lực cùng em quay, bạn tạo ra thị trường thì bạn có thu nhập, em quay trả thưởng xứng đáng cho thành quả của bạn. Nhưng khi bạn rời đi á, người thân của bạn chính là người được thừa hưởng thành quả của bạn. Đó là một cái giá trị nhân văn, và đó cũng chính là một tầm nhìn rất xa của em quay đối với sự cống hiến và nỗ lực của nhà phân phối. Cho nên bạn ơi, tại sao phải đi tìm kiếm nữa khi trước mặt bạn là một cơ hội tốt như thế này? Hà rất là trân trọng và rất là ngưỡng mộ những người bạn có gì ạ, nỗ lực, có thể vươn lên những vị trí quản lý, có thể là những quản lý công ty, giám đốc doanh nghiệp mà Hà đã từng gặp trong em quay, à, đến với em quay. Và có rất nhiều người ngoài công việc truyền thống của còn ra còn đi học thêm, còn đọc sách, còn phát triển bản thân, còn rất là nỗ lực. Nhưng mà tại sao họ lại chưa thể rời bỏ công ty của mình để làm một công ty riêng? Bởi vì là ngoài kia cơ hội rất là ít và họ chưa đủ cái năng lực để làm một doanh nghiệp độc lập. Nhưng em mua sẽ giúp họ phát triển, và chắc chắn những nhân tài trong xã hội sẽ nhận ra cơ hội này và họ sẽ biết cách nắm bắt cơ hội của chính mình để thành công. Đây chính là một sự nghiệp có tính đảm bảo, đúng không ạ? Bạn thích cái này không ạ? Chắc chắn là chúng ta rất là thích một công việc như vậy, đúng không quý vị? Nhưng mà hơn thế nữa, em quay còn là một cái phong cách sống độc đáo, hướng thành công toàn diện cơ. Tức là không chỉ có tiền, có công việc, đúng không, có sự đảm bảo, mà còn có cái gì ạ, mà chúng ta còn có thể là gì ạ, có thể kinh doanh cùng với gia đình của mình. Gia đình là nền móng của xã hội, đúng không? Rất nhiều người bạn trẻ thời gian gần đây hay tiếp xúc với rất nhiều bạn trẻ trên mạng xã hội, đúng không ạ? Nghe tâm sự của họ mỗi ngày. Và có rất nhiều người đã kết hôn rồi nhưng mà hôn nhân không được thuận lợi. Lý do tại sao? Một trong lý do rất đơn giản là họ không có thời gian dành cho nhau, cũng không thể nào hiểu được tiếng nói của nhau. Bởi vì đơn giản là mỗi người một ngành, mỗi người một nghề, thời gian thì chênh lệch, sức khỏe thì mệt mỏi. Cái thời gian mà họ nghĩ rằng họ sẽ dành cho nhau sau khi kết hôn nhiều nhất ấy, thì thực ra họ dành cho ông chủ của họ nhiều hơn, đúng không ạ? Họ dành cho ông chủ, họ dành cho sếp của họ, dành cho đối tác của họ nhiều hơn. Đến khi mà nửa đêm là họ vẫn đang dành cho đối tác của họ. Thì làm sao mà tình cảm vợ chồng có thể là nồng ấm được? Làm sao mà họ có thể hiểu nhau được? Đúng quý vị, ly hôn là điều chắc chắn, đúng quý vị. Cho nên đừng có nói là tổ chức một cái lễ cưới rất là hoành tráng, hai bên bốn họ, đúng quý vị, rồi thì là bao nhiêu lời thề nguyền hẹn ước rồi yêu nhau 10 năm rồi kết hôn sau 5 năm vẫn ly hôn là chuyện bình thường, đúng quý vị. Cho nên là đừng có nói là em quay có rủi ro hay không, đúng không ạ? Kết hôn cũng rủi ro. Bao nhiêu người tán đồng mà cảm thấy điều này rất hợp lý cho Hào, một chàng trai số 5 thế nào? Đúng quý vị, hôn nhân cũng rủi ro, đúng không ạ? Bởi vì là gì ạ? Không có nền móng sẽ rủi ro, nhưng em quay mang lại giá trị của mình. Và hai vợ chồng của Hà thì 10 năm nay rất may mắn là sinh ra trong em quay cùng nhau. Cho nên cùng sinh ra trong em quay, cho nên tư tưởng có sự tương đồng. Cho nên thời gian cũng rất là thoải mái và có cơ hội, mặc dù lâu lâu cũng hơi chí chóe một xíu. Thế nhưng mà sao ạ? Ít nhiều thì cũng có sự thấu hiểu và thông cảm, đúng không ạ? Và em quay luôn là người hòa giải, đúng không ạ? Cho nên là gì? Rất vui vẻ. Đó chính là giá trị của gia đình. Thế nên quý vị ạ, những ai mà còn chưa có gia đình, đến với em quay đi. Bạn sẽ tìm đấy một nửa kia tuyệt vời của mình. Hoặc những ai đã có gia đình rồi mà đang có dấu hiệu không được thuận lợi cho lắm, đến với em quay đi. Bạn sẽ được trao cho nguồn năng lượng tuyệt vời để hàn gắn tất cả những vấn đề và sẽ mở ra hy vọng cho gia đình của chúng ta. Đúng quý vị? Và khi đi du lịch thì công ty sẽ mời cả hai vợ chồng bạn cùng đi. Sau này để con cái của bạn, đúng không ạ? Những người mẹ trẻ sẽ có thêm thời gian vừa làm kinh doanh ở nhà vừa chăm sóc con cái của mình. Và kinh doanh em quay là tự do lựa chọn, có thể giúp người khác là giúp chính mình. Rất nhân văn, đúng không ạ? Bạn muốn làm từ thiện ư? Bạn muốn làm công tác xã hội ư? Rất tuyệt vời, hãy làm điều đó. Nhưng nếu như bạn muốn tìm được phương pháp tối ưu, hãy đến với em quay. Hãy dùng cái môi trường em quay này, hãy dùng cái câu em quay này để trao cho những con người có ước mơ và đang chưa có cơ hội ngoài kia. Thì đó mới là cách giúp đỡ tuyệt vời nhất. Và bạn không nhất định phải giống như truyền thống, 40 năm phấn đấu trong làm công ăn lương, 60 tuổi, 65 tuổi mới bắt đầu được nghỉ hưu á, thì cũng là lúc mà sức tàn lực kiệt, đúng quý vị. Lúc đó muốn đi leo núi không được, muốn đi chạy, muốn chạy gì ở mô tô không được, muốn nhảy dù không được, đúng quý vị. Lại ở nhà chăm cháu, đúng không ạ? Chăm con xong lại chăm cháu cả đời.
Đúng quý vị, đời người trôi qua trong một cái những cái nốt trầm như vậy, đúng không ạ? Nhưng mà Amway thì khác, nghỉ hưu sớm, du lịch vòng quanh thế giới nếu bạn muốn, đúng quý vị, đây là lựa chọn của bạn. Và rất rất nhiều những cái giá trị khác nhau nữa. Vậy thì làm thế nào để thành công và tại sao Hà thành công được, đúng không ạ? Thật ra ngày hôm nay Hà nói quý vị là tại sao chúng ta có thể thành công được. Bởi vì Amway đã chuẩn bị sẵn chúng ta. Vậy thì bí quyết thành công ở đây là đó là gì? Nhất định cần phải có một tầm nhìn và có một lựa chọn chính xác. Rất nhiều người không hề biết rằng, có một câu nói rất hay như thế này quý vị, chúng ta cùng sống dưới chung một bầu trời, nhưng mà không cùng chung đường chân trời. Những người thành công chính là những người có đường chân trời rất là xa, nhìn rõ những điều chúng ta chưa thấy. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không có đủ tầm nhìn thì làm thế nào? Thì chúng ta có thể mượn tầm nhìn của người khác, đúng không ạ? Và bí quyết ở đây, đó chính là học tập. Học tập là con đường tốt nhất để thay đổi thành công. Bạn muốn thay đổi nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, chưa biết bắt đầu như thế nào, thì học tập là con đường tốt nhất. Thông qua kinh nghiệm của người khác để rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình, thông qua nhãn quan người khác để nhìn vào tương lai của chính mình. Và ở trong Amway, chúng ta có một tầm nhìn vĩ đại thông qua đại hội thành công. Chúng ta có một tầm nhìn vĩ đại thông qua những chương trình học tập. Và đây chính là những sự kiện mà những vị lãnh đạo cho Amway trên toàn quốc của chúng ta đã học tập trong suốt nhiều năm qua. Và thầy Trần Vân đã tổ chức rất nhiều những sự kiện như này trên khắp cả nước và thậm chí ở nước ngoài, đúng không ạ? Và quý vị biết không ạ? Có một câu nói, đọc 1 vạn cuốn sách chi bằng đi 1.000 dặm đường. Đi 1.000 dặm đường chi bằng gặp gỡ 100 người bạn giỏi. Và gặp 100 người bạn giỏi chi bằng gặp một cao nhân chỉ đường. Đúng quý vị, ngày hôm nay ở Amway, bạn không cần phải là người thiên kinh vạn quyển, đọc rất nhiều sách. Hà cũng là người đọc rất nhiều sách trong suốt mười mấy năm qua. Nhưng mà điều đó không quan trọng bằng việc là gì? Mình ở trong môi trường này, được làm việc hàng ngày với những con người đầy ước mơ, có trí tuệ và rất nhiều kinh nghiệm, xương máu từ rất nhiều ngành nghề họ đã làm để chia sẻ cho mình. Càng tuyệt vời hơn khi có một người thầy đã có gần 30 năm kinh nghiệm, đang ngày đêm tâm huyết và hun đúc ước mơ và chia sẻ cái tầm nhìn và năng lực và kinh nghiệm của thầy. Tất đó chính là một cái cơ may rất tuyệt vời thông qua Amway. Và thông qua những đại hội thành công như thế này, tất cả chúng tôi đều đã thông qua những cái vũ đài của Amway, đều của thầy Trần Đức Bân, và từng bước trưởng thành và thay đổi thành công. Và bạn hoàn toàn có thể tới đây, đúng không ạ? Ngày hôm nay dịch Covid xảy ra, đúng không nào? Chúng ta sẽ có những cái câu chuyện khác. Nhưng mà trước khi đó thì Hà muốn chia sẻ một vài hình ảnh và thông tin để quý vị có thể nhìn thấy được là Hà đã trải nghiệm như thế nào và thành công hay là có một cái kết quả nho nhỏ như thế nào, để cùng nhau chia sẻ với quý vị để quý vị có một cái động lực tìm hiểu cho nó sâu sắc hơn, đúng không ạ? Vì thời gian chúng ta rất là có hạn thôi, đúng không nào? Có lẽ cần khoảng 5 đến 10 phút nữa gì đó ha. Hà muốn tóm tắt một vài cái câu chuyện của mình ha. Đây là quá khứ của Hà, đúng không? Đây là nơi công tác của Hà. Và đây là bước ngoặt của Hà trong môi trường khi lần đầu tiên tham dự Amway tại Đại Thành Công. Đại hội Thành Công ngày 3-4-5 tháng 12 ha. Và đây là khởi đầu của Hà khi bắt đầu kinh doanh này. Không tiền, không nhiều quan hệ, không kinh nghiệm, không nhà, không sự ảnh hưởng gì hết. Kèm theo một cái nữa là không có sợ gì cả, vì đã đến với Amway, đã hiểu ra cơ hội của mình. Rất là vui vẻ làm sự nghiệp này. Và tin rằng là 26 tuổi Hà bắt đầu với con số 0 mà có thể làm được. Thật ra là con số âm đấy quý vị ạ. Con số âm đấy quý vị. Nhưng mà Hà có thể làm được ấy, thì các bạn hoàn toàn không phải lo lắng gì với thời đại Amway Internet ngày nay, đúng quý vị. Và đây là những quý nhân đầu tiên trong đời của Hà. Trong đó có một người lãnh đạo rất được đứng đầu, đó chính là đó là lãnh đạo Dương Văn Vượng, đúng không ạ? Mà quý vị sẽ có hội được gặp thầy trong những sự kiện tiếp theo đây, rất là tuyệt vời, đúng không? Đây là một tấm gương sáng trong công việc truyền thống của Hà cũng như ngay trong Amway của Hà. Và hy vọng là quý vị có cơ hội được gặp thầy. Và đặc biệt là thầy Trần Hiểu Vân, ân sư của Hà trong suốt 10 năm qua. Thực sự ấy, bản thân mình cảm thấy là gì? Cái may mắn lớn nhất của người con người, của một cái người có nền tảng bình thường, xuất phát điểm thấp giống như Hà, đó là gì? Có những người thầy trong đời. Và có rất nhiều người thầy trong đời của mình, từ những cấp bậc học phổ thông cho đến khi học đại học. Và đặc biệt là trong Amway đã có một người thầy giống thầy Trần Hiểu Vân. Và đó chính là một cơ may quý vị ạ. Và lựa chọn đúng nghề thì có thành tựu cả đời, lựa chọn đúng thầy thì trí tuệ một đời, lựa chọn đúng môi trường thì vui vẻ suốt đời. Amway đã đem đến cho Hà tất cả những điều đó. Và thành công thực ra nó không có gì là bí mật cả, bởi vì là bạn lựa chọn đúng rồi thì cần nỗ lực là có kết quả, đúng không ạ? Và sau 1.5 năm thì Hà làm lên Platinum, hoàn thành Platinum và đi chuyến du lịch năm sau đầu tiên cùng với công ty. Thế thì ở đây Hà muốn chia sẻ với quý vị như này. Thế Amway rốt cuộc đã thay đổi cuộc sống mình như thế nào? Thì có một vài cái điều mà
Có lẽ là nếu như mà để chia sẻ thì rất là dài. Ta sẽ tổng kết một số những điểm rất là quan trọng mà nếu như quý vị thích ở Amway và từ những kết quả mà có được, quý vị có thể là nhanh chóng nắm bắt cơ hội kinh doanh này. Đầu tiên á, cái thứ mà quan trọng nhất trong đời người mà Hạc cho rằng là rất là quan trọng đối với Hạc, đó là khả năng làm chủ cuộc sống của mình. Amway đã đem đến cho Hạc một cơ hội tự do lựa chọn và làm chủ cuộc sống đích thực. Là gì? Khi mà làm truyền thống ấy, thì quý vị thấy làm công ăn lương, có một câu nói là gì? Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Bạn đã không còn là mình nữa, bạn không còn là của chính mình nữa, đúng không ạ? Quyết định của bạn ấy là quyết định của ông chủ, quyết định của bạn là sếp của bạn, đúng không nào? Tương lai của bạn cũng là do ông chủ của bạn sắp xếp. Nhưng mà khi bạn làm Amway ấy, bạn rất tự do, và Hà cũng vậy. Khi làm lên 20%, Hà quyết định xin nghỉ việc, cũng là lúc mà Hà tự do hoàn toàn để lựa chọn sự nghiệp và cuộc đời của mình sẽ đi theo hướng nào. Trước đây đi ra khỏi cái gọi là cửa nhà của mình á, là biết rằng là mình sẽ phải đi về đâu đó, và đi đến cái chỗ đôi khi có những lúc mệt mỏi mình không muốn đi nữa, rất là mệt, đúng không? Có thể làm hôm nay quý vị ra khỏi nhà, quý vị có biết là mình phải đi đâu không? Chắc chắn rồi, đúng không ạ? Đến công ty, đúng không ạ? Đến cơ sở, đúng không ạ? Đến chỗ làm việc, mà chưa chắc quý vị đã muốn. Cái đồng hồ báo thức chưa chắc các bạn đó là cái người bạn thân thiết của các bạn, mà đó có thể là kẻ thù quý vị, đúng không ạ? Mỗi ngày. Nhưng mà em vui cho Hà cơ hội là gì? Đi ra ngoài, muốn đi đến đâu thì đi, rẽ vào đâu thì rẽ, đúng không ạ? Muốn ngủ thêm một chút cũng được, không sao cả. Và ngày hôm nay muốn làm việc thì làm, ngày mai muốn nghỉ thì nghỉ, đó là cơ hội của Hà. Và Hà đi khắp nơi, đi rất nhiều nơi, đi rất nhiều tỉnh thành để phát triển thị trường của mình, đi ra nước ngoài học tập để phát triển bản thân của mình, đúng không ạ? Đó là tự do. Cái thứ hai là trong truyền thống ấy thì làm rất ít hy vọng, bởi vì là sao ạ? À, có một câu nói rất đơn giản, ghế thì ít, đúng không ạ? Mà cái đó thì rất nhiều, đúng không ạ? Cho nên là giám đốc này, cục trưởng này, trưởng khoa hay bất kỳ vị trí lãnh đạo nào thì cũng chỉ có ít mà thôi. Nhưng mà không thì có, nhưng mà cái người cần thì rất là nhiều. Nhưng Amway á thì tràn đầy hy vọng. Bởi vì cho Amway không có giới hạn số lượng gì ạ? Diamond. Không giới hạn số lượng double diamond, không giới hạn số lượng MC. Và chúng ta hoàn toàn có một cơ hội, đó là có thể phấn đấu về mục tiêu mình mong đợi. Và có rất nhiều những cái mục tiêu trong đời của mình, Emerald cũng phải là đạt được, Diamond cũng sẽ phải đạt được, Double Diamond cũng nhất định sẽ phải đạt được, và FC cũng sẽ muốn đạt được và sẽ phải đạt được. Và đó là tương lai của Hà. Và đó có thể là lựa chọn mà quý vị muốn, không có giới hạn nào hết. Và khi Hà lên Platinum, Hà hoàn toàn có thể là hoạch định cái cuộc sống của mình theo cách mình muốn. Và thời gian trong truyền thống á, thì người ta nói rằng là gì? Đi làm, đúng không ạ? Là áp lực, và làm lên càng cao, áp lực càng cao. Bạn có thử kiếm 40 triệu trong truyền thống, 50 triệu trong truyền thống xem có dễ dàng không? Đúng không ạ? Hà biết có những người anh của Hà có khi đang ở trong văn phòng như thế này, đi làm truyền thống, đúng không ạ? Làm cán bộ cấp cao, đúng không ạ? Lương tháng 3.000 đô. Nhưng mà sao ạ? Ba cái máy tính, hai cái điện thoại, đúng không ạ? Có mệt không quý vị? Rất là mệt quý vị ạ. Nhưng mà Hà là tự do lắm, thoải mái lắm, bởi vì làm ăn vui mà. Đúng không nào? Cho nên là gì? Đấy là giá trị. Giá trị. Và điều thứ hai, cái giá trị thứ hai Hà nhận được đó là gì? Phát triển con người. Amway có một triết lý là phát triển bản thân, phát triển con người để con người sinh sự nghiệp. Và vô cùng biết ơn môi trường của hệ thống Pradonoma. Bởi vì thông qua đại hội thành công, thông qua các chương trình hội họp và thông qua các triết lý của người sáng lập, thì con người của Hà không ngừng trưởng thành. Hà được tự do phát triển, được tự do suy tưởng, được có cơ hội đứng lên những sân khấu từ nhỏ đến lớn, từ những sân khấu 10 người, 15, 20 người, rồi đến hàng trăm người, rồi đến sân khấu hàng ngàn người, và nó không ngừng trưởng thành và có thể ảnh hưởng người khác. Hắc cảm nhận thấy là gì? Mình cũng chỉ là người rất là bình thường và hoàn toàn không có gì ạ? À, là gì ạ? Là những cái diễn đạt chuyên nghiệp. Thế nhưng mà khi mà mỗi lần mà chia sẻ ấy, thì có rất nhiều anh chị đã trao cho Hà những ánh mắt, những cái nụ cười và những tràng bắt tay rất là nồng nhiệt. Và có một cái điều gì đó Hà cảm thấy là gì? Đây chính là giá trị con người của mình khi mình trưởng thành. Và khi mình bắt đầu tự do hơn ấy, mình có thời gian sắp xếp cuộc sống của mình, hay có thời gian đọc sách này, nghiền ngẫm này, gặp gỡ rất nhiều con người trong xã hội, và kinh nghiệm của họ chính là kinh nghiệm mà Hà nhận được. Và chính vì thế Hà có rất nhiều những cái thông tin, những kiến thức liên quan đến rất nhiều ngành nghề trong xã hội. Và chính vì vậy cho nên là giao tiếp với người khác thì có sự tự tin nhất định, đúng không ạ? Và cho nên ngày hôm nay cái điều quan trọng nhất là Hà cảm thấy là gì? Mình không ngừng được mở rộng cái tầm nhìn và cái tư duy của mình đi theo những người thành công như thầy Trần Hải Bân. Cho nên đó chính là một cái giá trị không thể dùng tiền để mua nổi, quý vị ạ. Và Hà tin rằng cho dù quý vị có muốn làm Amway thành công ở mức độ nào hay là thành công hay không, nhưng mà bạn đến với Amway thì chưa thành công nhất định bạn đã có thành quả rồi. Chưa thành công nhất định bạn đã có kết quả rồi, quý vị ạ. Chân chẳng lý do gì mà bạn lại từ chối một môi trường tốt như vậy, đúng không ạ? Và giá trị thứ ba, đó là báo hiếu, đúng không ạ?
Thật ra ngày hôm nay thì đối với cái điều này Hà cũng chưa vẫn còn rất nhiều trăn trở, vì ba mẹ ở quê cũng đã có tuổi già rồi, cũng đã có rất nhiều những vấn đề sức khỏe rồi, và Hà thì vẫn chưa thực sự thành công lớn để dành thời gian nhiều hơn cho ba mẹ của mình. Nhưng mà năm xưa khi bắt đầu với em quê là mái nhà của Hà ở quê hương ấy, ở nhà đấy, các quý vị thấy không ạ, một hoàn cảnh xuất thân như vậy và bản thân mình rất là nỗ lực trong truyền thống nhưng vẫn không có nhiều cái cơ hội để sửa sang cái mái nhà và thay đổi căn nhà 30 năm cho gia đình mình. Nhưng em vui đã cho Hà trong vòng chưa đầy 1 năm, Hà có quyết tâm và đã làm được, và ngày hôm nay thì có thể là được rất là nhiều đúng quý vị ạ. Tất nhiên nó cũng chỉ là bình thường như bao nhiêu những gì ạ, những mái nhà khác mà thôi. Nhưng mà dù thế nào á, nó cũng đã cho Hà được một cái niềm an ủi là mình đã có sự thay đổi tự thân và có thể là thông qua em quê mà thay đổi cái cuộc sống, cái diện mạo cho gia đình mình. Và quý vị biết không ạ, đây là cái nỗi nhức nhối trong lòng của mỗi một con người. Nhưng mà vì thời gian, vì công việc, vì cơm áo gạo tiền và vì nước mắt chảy xuôi, rất nhiều quý vị đã lấy chồng, lấy vợ, sinh con và lo cho con còn chưa đủ. Cho nên rất nhiều người sau khi gì ạ, kết hôn xong, đúng không ạ, phụ nữ đi lấy chồng ở xa nhà, chưa chăm bố mẹ được một ngày nào, đúng quý vị. Và rất nhiều người quên mất cái điều mà mình cần làm nhất, cái điều mà mình nhất định phải làm thật tốt, đó là báo đáp cho ba mẹ của mình, thì họ không có cơ hội đó. Như Hà nói rồi mà, họ dành thời gian cho ông chủ họ nhiều hơn, mà vì thời gian trong ngày thì dành cho sếp và hợp đồng mà. Cho nên ấy, em Quy sẽ giúp họ thay đổi điều này. Đây là giá trị rất lớn trong đời quý vị ạ. Và quý vị có thích được sự tưởng thưởng không ạ? Khi chúng ta làm điều gì đó, chúng ta khi còn nhỏ chúng ta được vỗ tay, chúng ta thích không ạ? Và ở em Quy có một câu nói là tưởng thưởng cho sự nỗ lực và giúp đỡ người khác của bạn. Em Quy đã tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Hà. Và những chuyến du lịch tưởng thưởng của em Quy là những ví dụ thôi, những ví dụ về sự tưởng thưởng này. À, cảm thấy rất là tuyệt vời khi có những chuyến du lịch 5 sao mà trước đây mơ cũng không dám mơ tới quý vị ạ. Những chuyến du lịch từ Nhật sang Úc đúng không ạ, đến trường đại học Melbourne, đi du lịch ở một không khí vô cùng lãng mạn, không khí trong lành 15 20 độ C trong trong lành, và đến những cái vùng nông thôn hái nho, hái dâu tây, hái cherry đúng không ạ, là có thể là tự do ở bên đó và cảm thấy là gì, cuộc sống rất là hào hoa quý vị. Và đến những casino, những sòng bài để chơi một cách vui vẻ và gặp lại người quen của mình một cách rất là cởi mở như vậy, đúng không ạ? Ở đây thì quý vị sẽ được nhìn ngắm những cái khung cảnh này bằng chính những cái thước phim và chính những cái câu chuyện mà rất nhiều lãnh đạo sắp tới sẽ chia sẻ cho bạn. Nhưng mà chỉ muốn nói là gì, đây chính là những gì mà bạn lựa chọn thì bạn sẽ có kết quả tương ứng thôi. Trong truyền thống bạn lên thành tích, bạn lên lon đúng không ạ, bạn lên thành tích cùng bạn cũng sẽ được tưởng thưởng bằng những bữa tiệc chiêu đãi đúng không nào. Nhưng em quê thì rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và em quê đã đem đến cho Hà một người vợ rất là tuyệt vời quý vị ạ. Cái câu chuyện này thì nó thú vị lắm, nhưng mà thôi để lần sau Hà kể, vì hôm nay hết thời gian rồi. Nhưng mà đại khái là bạn nhớ rằng là trong thời đại này phụ nữ ngày càng có giá nha. Cho nên các chàng trai nếu muốn thành công nhất định phải có sự nghiệp đúng không ạ? Sau khi có sự nghiệp ấy, đi du lịch nước ngoài mời cô ấy đi một chuyến 5 sao, thế là lấy được thôi, rất đơn giản nhá, đúng không nào? Và như vậy sẽ giúp chúng ta có một cuộc sống rất là hạnh phúc và vui vẻ đúng không nào? Và đây là những cái giá trị, những cái hình ảnh, những cái khoảnh khắc mà Hà muốn ghi lại, và màu sắc rất là độc đáo đúng không? Và quý vị cũng có thể thấy được là chúng ta còn rất nhiều cơ hội khác. Em quay mỗi một ngày đều đưa đến những cái điều bất ngờ, và mỗi một năm đều đem đến những cái chuyến đi trải nghiệm rất là tuyệt vời, và quý vị hoàn toàn có thể trải nghiệm nó đúng không nào? Vậy thì Hà muốn chia sẻ với quý vị đây là gì? Những hình ảnh đó không phải là để khoe khoang, mà đơn giản là gì, em quên là như vậy đấy. Em quên đó là khi bạn lựa chọn đúng rồi, bạn nỗ lực thì thành quả sẽ được tưởng thưởng một cách xứng đáng. Vậy thì tại sao Hà làm được mà tại sao lại không phải là bạn? Tại sao rất nhiều người lãnh đạo ở đây đã lựa chọn và đã làm được rồi mà tại sao người đó không phải là bạn? Đúng không ạ? Bạn nhất định sẽ làm được, bạn nhất định có thể làm được, bởi vì em quay dành cho người có ước mơ. Bạn vẫn còn ngồi đây để nghe Hà chia sẻ, đến thời điểm này bạn nhất định có ước mơ cháy bỏng trong lòng của mình. Vậy thì khi nào, tại sao không phải là bây giờ đúng không ạ? Tại sao không phải là bây giờ là điểm tốt nhất để bạn bắt đầu? Bởi vì dịch Covid xảy ra 2 năm qua đã chứng minh một điều: tìm kiếm một cơ hội có tính đảm bảo là lựa chọn tối ưu nhất trong đời của chúng ta đúng không ạ? Và bây giờ là điểm tốt nhất, bởi vì sẽ có rất nhiều người kia đang tìm kiếm một cơ hội như thế này và họ đang chờ bạn tới chia sẻ cho họ. Cho nên tại sao không phải bây giờ, ngay lập tức ngày mai hãy cho mình cơ hội, tìm cái người bạn của mình,
tìm cách gia nhập MOA ngay lập tức. Đúng không vậy? Đây là cái tốt nhất mà các bạn có thể ra vào điều này. Rất đơn giản và không có tốn kém đồng nào hết. Bạn có thể làm được. Đúng không ạ? Nhưng mà quan trọng hơn là gì? Nếu bạn muốn thành công, học tập chính là bí kíp. Và ngày hôm nay chúng ta rất là may mắn có hệ thống Gradonma và có thể bận. Chúng ta sắp tới đây, ngày 6 tháng 3 này, trên toàn quốc chúng ta sẽ có một sự kiện trực tuyến. Đúng không ạ? Một ngày và một buổi tối, chúng ta có thể gặp gỡ vị cao nhân, thuyền trưởng của hệ thống, thầy Trần Nhật Bân. Và rất nhiều vị lãnh đạo rất là ưu tú và xuất sắc trên toàn quốc đã thành công với Amway. Và những con người bằng xương bằng thịt ở rất nhiều ngành nghề và cấp bậc khác nhau. Đúng không ạ? À, và những vị trí khác nhau sẽ cho quý vị một tầm nhìn tổng thể, cho quý vị một tầm nhìn thật xa về sự lựa chọn của mình có chính xác hay không. Và làm như thế nào để thành công với bí kíp 27 năm sáng nghiệp của thầy Trần Nhật Bân. Sẽ cho bạn một chìa khóa để bạn khai phá giang sơn của chính mình. Bạn có gì ạ? Có nguyện ý, có sẵn sàng cho mình câu như vậy không ạ? Hãy cho một tràng pháo tay số 9 đúng không ạ? Để Hà biết rằng là quý vị đang rất sẵn sàng. Đúng không ạ? Số 9 đúng không ạ? Vâng, rất nhiều số 9 và đến thời điểm hiện tại. Vâng, đến thời điểm hiện tại Hà thấy còn rất nhiều người vẫn đang ngồi ở đây. Xin chúc mừng tất cả các quý vị. Thành công thuộc về người kiên trì. Thành công thuộc về những người trân trọng cơ hội. Đúng quý vị? Và ngày hôm nay Hà trân trọng sự có mặt của tất cả quý vị và sự lắng nghe của tất cả quý vị và chúc phúc tất cả quý vị. Hẹn gặp lại chúng ta tại Đại hội Thành công. Đại hội